đây có phải là tấm đồng đàn hồi, tấm đồng lò xo, hay đây mới là tấm đồng đàn hồi, tấm đồng lò xo? Mời mọi người cùng xem tiếp video để có câu trả lời nhé. Mình chào mọi người đã quay trở lại với kênh Trở Về Việt Nam. Thì đây mọi người đang nhìn thấy chính là tấm đồng đàn hồi, hay nhiều người á, người ta còn gọi là tấm đồng lò xo. Thì đây mình có uốn cong này, sau đó mình bỏ ra thì tấm đồng vẫn trả lại cái độ phẳng ban đầu nhé. Đó. Còn đây là tấm đồng đỏ. Tấm đồng này thì có độ dày là 0.2 mm và nó khá là mềm nha mọi người. Mình có muốn uốn cong như thế nào thì nó cũng theo luôn. Đó, và nó không có trở lại được. Đó, mọi người thấy không? Đó, tấm đồng này thì rất là mềm và dễ uốn. Đó, mình có muốn uốn sang trái sang phải thì đều uốn được hết. Và quay trở lại với cái tấm đồng đàn hồi nhá, thì mình sẽ uốn cong cho mọi người xem này. Đây mình có uốn cong sâu hơn đấy, sau đó mình bỏ ra nhá. Đó thì nó vẫn trở lại cái mặt phẳng ban đầu. Sau đây thì mình dùng cái thước để đo cho mọi người xem cái độ dày nhá. Cái tấm này thì có độ dày là 0.3 mm. Đây, độ dày rất là chính xác cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.